Chào các bạn đã đến với kênh Thế giới Mau Mạch. Hôm nay chúng mình sẽ tiến hành demo và test máy in thay nhựa GSP Series 3 hay gọi là GSP Series 3. Thì máy được sản xuất bởi hãng nổi tiếng của Mỹ là Zebra. Máy sở hữu hai dòng in chính là in lật mặt và in hai mặt. Thì hôm nay mình chỉ demo và test chất lượng in lật mặt hay là in một mặt của máy cho các bạn xem. Thì trước hết mình xin giới thiệu về thông số kỹ thuật của em GSP Series 3 này một chút. Em này sở hữu độ phân giải cực rõ nét là 300 dpi. Và đây là khay đựng thẻ. Khay này có sức chứa đến 100 thẻ, vì vậy các bạn rất là tiết kiệm thời gian, không cần phải là phiêu thẻ liên tục. Máy dùng cho thẻ tiêu chuẩn CR80, tức là thẻ có kích thước 86x54mm. Cổng kết nối chuẩn là USB, nhưng mà đối với các bạn nào có yêu cầu sử dụng cổng Ethernet thì cũng được. Bạn có thể yêu cầu nhà sản xuất cung cấp thêm tính năng này. Máy được sử dụng rộng rãi với nhiều công năng như là có thể in được thẻ ID nè, thẻ thành viên, thẻ quà tặng và thẻ tín dụng. Thì tiếp theo mình sẽ tiến hành in thẻ và kiểm tra chất lượng của máy in cho các bạn xem. Vâng, chất lượng in của máy GSP Series 3 rất là tốt. Hình ảnh trên thẻ rất giống hình ảnh trên file thiết kế của máy tính. Máy cũng rất là dễ sử dụng, thiết kế lại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Mọi thắc mắc và tư vấn xin liên hệ với chúng tôi, công ty Thế giới Mau Mạch. Lại các bạn ở những video tiếp theo.